khi bạn đang hoài phí thời gian, biết bao người nỗ lực phấn đấu. Sinh mệnh ai cũng chỉ có một, mỗi ngày ai cũng chỉ có 24 giờ. Để ngày hôm nay trôi đi hoài phí, chẳng khác nào xé bỏ trang quan trọng nhất của cuộc đời. Thời gian trôi đi đâu rồi? Cách đây không lâu, ca khúc Thời gian trôi đi đâu rồi nổi tiếng toàn quốc, ca từ nhẹ nhàng, tinh tế, làm lay động hàng triệu trái tim người nghe. Cây cổ thụ trước hiên đâm chồi mới, thân cây già trong vườn lại nở hoa. Nửa đời người gìn giữ bao chuyện kể, khẽ vùi cắt trong mái tóc bạc già. Dấu chân nhỏ in hẳn trong ký ức, khuôn miệng xinh xuống xính nụ cười. Cả cuộc đời trao tình đến cho anh, chỉ vì một tiếng thưa cha và mẹ. Thời gian đã trôi đi đâu rồi, chưa cảm nhận tuổi xuân đã vô giá. Sinh con đẻ cái cả đời qua, trong tâm trí tràn tiếng trẻ cười khóc. Thời gian đã trôi đi đâu rồi, vẫn chưa kịp ngắm anh mắt đã nhòa. Cơm áo gạo tiền nửa đời qua, trước mắt chỉ còn nếp nhăn vương trên mặt. Trong ca từ của bài hát có thể cảm nhận được tình yêu nồng ấm mà tác giả dành cho cha mẹ, cùng với đó là nỗi tiếc nuối chăn trở khi chứng kiến người thân của mình ngày một già đi. Nhớ lại thường ngày đã đối xử với cha mẹ mình thế nào, quả thực khiến cho nhiều người phải nước mắt lưng tròng. Thời gian trôi đi đâu rồi? Thời gian đang trôi qua khi chúng ta mải mê theo đuổi những thứ thời thượng, theo đuổi cái gọi là mộng tưởng, theo đuổi cuộc sống ăn chơi bay nhảy. Thời gian trôi đi đâu rồi? Thời gian đang trôi qua khi chúng ta mải miết chạy theo danh vọng, tiền bạc, quyền lực. Còn nhớ mỗi lần cha mẹ gọi điện hỏi thăm, chúng ta đã nói những điều gì? Nào là bận học hành, bận làm việc, bận đi chơi với bạn bè, bận họp. Chúng ta luôn có vô số lý do để khoa lấp đi tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta. Thế nhưng cái sự bận kia cho chúng ta được những gì? Đại đa số mọi người vẫn mãi chỉ là những nhân viên quen. Xin nghỉ phép một lần, về quê một lần có thể tốn bao nhiêu thời gian của chúng ta? Chỉ vì hư vinh và tham vọng với tiền bạc mà chúng ta năm lần bảy lượt bỏ mặc cha mẹ đang ngày ngày mong chờ chúng ta về nhà. Kỳ thực ngoại trừ tình yêu đối với cha mẹ, thời gian còn lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta, đó là tình yêu, là gia đình, là công việc. Anna là nhân viên phụ trách một công ty quảng cáo. Công việc thường ngày cô vô cùng bận rộn, ngoài việc tiếp đón khách hàng, cô còn phải trực tiếp làm tài liệu quảng cáo, lại còn kiêm quản cả một số việc vặt khác nữa. Do công việc đặc thù không mang tính quy luật nên ngày nào Anna cũng bận luôn chân luôn tay, có rất nhiều kế hoạch riêng, vì thế mà bị đào lộn. Gặp khách hàng, viết tài liệu, nấu cơm là ba việc bắt buộc phải làm hàng ngày. Mặc dù bận tới mức thở không ra hơi, nhưng hiệu suất của cô vẫn chẳng được cao cho lắm. Ngày nghỉ ngắn dịp lễ lao động mùng 1 tháng 5, An đặt ra một kế hoạch cho bản thân: dậy sớm tập thể dục, đến trưa thì học tiếng Anh và vẽ tranh, buổi chiều đọc sách, tìm kiếm một số tài liệu có thể dùng đến trong công việc, tối thì nhất quyết không được đụng đến iPad hay điện thoại. Đến khi thực sự bắt đầu, cô mới phát hiện ra thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. 7 rưỡi sáng, cô ấy dậy đúng giờ, vốn định sẽ đi tập thể dục, nhưng lại nghĩ khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ, sao lại không muốn nướng thêm chút nhỉ? Đến khi mở mắt lần hai thì đã hơn 10 giờ sáng. Cô ấy nghĩ, dù sao cũng đã muộn như vậy rồi, tập thể dục làm gì nữa? Sau đó cô ấy bắt đầu đánh răng rửa mặt, quét dọn nhà cửa, đến khi bụng sôi ầm ập đã hơn 2 giờ chiều. Trời ạ, sao thời gian trôi nhanh thế cơ chứ, mình vẫn chưa kịp làm gì. Tình huống mà Anna gặp phải, cá nhân tôi cũng gặp không ít lần. Tôi tin rằng có không ít bạn từng lâm vào cảnh tương tự. Thực ra đây là một kiểu trì hoãn. Khi chúng ta tưởng rằng còn rất nhiều thời gian thì thời gian đang âm thầm trôi đi. Thường ngày ngoài việc không hoàn thành kế hoạch đã đề ra, điều đáng ghét nhất là bị chậm trễ trong thời gian làm việc. Ví dụ khi các cấp trên yêu cầu chúng ta làm một việc gì đó, mới đầu chúng ta vô cùng tự tin, một lúc sau ta bắt đầu có ý nghĩ cười nhác. Khi có tin nhắn từ bạn bè, liền lập tức trả lời, sau đó tán chuyện cả một buổi sáng. Khi đứa bạn thân chia sẻ rằng nơi nào đó có món rất ngon, liền quay ra thao thao bất tuyệt kể về món này món nọ. Khi thời tiết sang mùa, không muốn đi trung tâm thương mại để shopping lãng phí thời gian, thế là lập tức lên mạng lướt qua mấy trang web của siêu thị, cửa hàng. Kết quả là shopping trên mạng còn tốn thời gian hơn cả lúc nào mua đồ trên phố. Khi xếp hỏi về tiến độ công việc, mới là khá cũng không thốt nên lời. Thời
gian trôi đi đâu rồi? Thời gian đã bị bạn lãng phí từng chút một rồi. Xin chờ khuyên rằng có vô số người đang nỗ lực phấn đấu ở những nơi mà bạn không biết. Xin chờ khuyên rằng nếu phải than thở thì chẳng thà hãy trân trọng thời gian. Thời gian sẽ không đứng yên chờ đợi chúng ta, nó sẽ luôn trôi đi khi chúng ta không hề hay biết. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Những việc đó có thể là vụn vặt, có thể là quan trọng. Chúng ta không nên giữ nguyên trạng thái của ngày hôm qua, không nên sống ở hôm nay mà lại than thở về quá khứ, càng không được chìm đắm trong quá khứ. Điều chúng ta nên làm là nhìn nhận ngày hôm nay thế nào, nhìn nhận ngày mai ra sao. Nếu bạn đã đề ra kế hoạch thì hãy thực hiện theo đúng kế hoạch. Đây không chỉ là khả năng hành động mà còn là sự nắm bắt thời gian. Nếu bạn muốn đọc một cuốn sách vào cuối tuần, vậy thì hãy đọc đi. Đây không chỉ đơn thuần là xem câu chữ mà là sự hấp thụ văn học tri thức. Ngày rộng tháng dài trôi qua, sự kiên trì của bạn sẽ kết thành trái ngọt hoàn hảo. Trong bụng một bồ thi thư, phong thái bên ngoài ắt tự thăng hoa. Phải biết rằng một người có trí tuệ sẽ không nuối tiếc quá khứ, người đó sẽ nắm bắt hiện tại để sáng tạo tương lai. Ai cũng muốn làm bạn với một người đúng giờ. Đúng giờ là một phép lịch sự, cũng là yêu cầu cơ bản của đạo đức nghề nghiệp. Giả sử bạn là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, đến muộn ngay trong lần phỏng vấn xin việc, dù bạn có biện giải ra sao, nhà tuyển dụng cũng sẽ đánh giá bạn là một người thiếu khả năng quản lý bản thân, cũng đồng nghĩa với việc thiếu đi tố chất để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp. Rất có thể bạn sẽ phỏng vấn thất bại. Có lẽ bạn sẽ bao biện rằng, thường ngày tôi không như vậy, tôi vốn rất đúng giờ. Xin lỗi nhé, chẳng ai muốn nghe những lời như vậy đâu. Vài ngày trước tôi đặt mua bánh ngọt ở trên mạng, họ hẹn 5 giờ sẽ mang đến, nhưng đợi mãi đến 5 rưỡi mà nhân viên giao bánh vẫn chưa tới. Trong khi đó, tôi có việc sắp phải đi rồi, đành gọi cho nhân viên giao bánh và bảo anh ta mang thẳng đến nhà hàng. Địa chỉ nhà hàng cách tiệm bánh không xa, đến nhà hàng tôi vẫn chưa thấy nhân viên giao bánh. Tôi gọi lại lần nữa hỏi tại sao bánh vẫn chưa giao đến. Bên đầu kia nói sắp sửa đến rồi. Tôi hỏi sắp là bao lâu. Anh ta ấp á ấp úng nói rằng khi nào đến sẽ gọi cho tôi. Nghe vậy tôi lập tức nổi trận lôi đình, mắng anh ta một trận và bảo không phải mang bánh đến nữa. Tôi muốn đòi lại tiền. Bánh ngọt hẹn 5 giờ sao, bị trễ cả tiếng đồng hồ, lại không biết khi nào mới đến. Quả thật làm việc không nghiêm túc, không có trách nhiệm với khách hàng. Lại nhớ câu chuyện về nhà triết học người Đức. Ông là một người hết sức đúng giờ. Một năm nọ, Khan muốn đến thị trấn Puffin để thăm người bạn già William của mình. Thế là ông bèn viết một bức thư cho William, nói rằng mình sẽ đến đó trước 11 giờ sáng ngày 5 tháng 3. William đáp thư rằng ông nhiệt liệt hoan nghênh. Ngày 4 tháng 3, Khan đến thị trấn Puffin để có thể đúng giờ hẹn. Sáng sớm ngày thứ hai, ông thuê một phụ xe ngựa để đi đến nhà William. Ngài William sống trong một nông trường cách thị trấn mấy chục cây số. Giữa thị trấn và nông trường có một con sông, Khan phải băng qua cầu để sang sông. Nhưng khi đến bờ sông, người phụ xe bỗng dừng lại, nói với Khan rằng: "Thưa ngài, rất xin lỗi, chúng ta không thể qua cầu. Cầu bị hỏng rồi, nếu cố đi qua sẽ rất nguy hiểm." Ngài Khan đành phải xuống xe, nhìn chiếc cầu bị gãy ở một đoạn ở giữa. Ông biết rằng đúng là không thể đi qua. Lúc này đang độ đầu xuân, sông tuy không rộng lắm nhưng nước chảy rất xiết. Khan nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ. Ông sốt ruột hỏi: "Gần đây có chiếc cầu nào khác không?" Phu xe đáp: "Có thưa ngài, ở phía thượng du có một cây cầu cách đây khoảng 10 cây số." Khan hỏi: "Nếu chúng ta đi qua chiếc cầu đó thì với tốc độ bình thường phải mất bao lâu mới tới được nông trường?" "Nhanh nhất cũng phải 40 phút." Phu xe đáp lời. Vậy thì Khan vẫn không thể đến kịp thời gian đã hẹn được. Nghĩ vậy, Khan vội chạy tới một nông trại cũ kỹ ở gần đó, nói với nông phu rằng: "Xin hỏi căn nhà này có bán không?" Nông phu nghe ông hỏi vậy, giật mình hỏi lại: "Nhà của tôi vừa cũ kỹ vừa tiêu điều, đã vậy đất nơi đây cũng chẳng tốt gì, ngài mua căn nhà làm chi?" Khan nói: "Anh không cần biết tôi làm gì, chỉ cần trả lời là có đồng ý bán hay không." "Đương nhiên đồng ý rồi, 200 franc là đủ." Nông phu hào hứng đáp. Khan không do dự bóc tiền ra trả, nói với nông phu rằng nếu anh có thể dỡ gỗ từ căn nhà này và sửa xong cây cầu kia trong vòng 20 phút, tôi sẽ trả căn nhà này lại cho anh. Nông phu một lần nữa giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn chạy đi gọi con trai mình và kịp thời sửa xong cây cầu kia. Cuối cùng cỗ xe ngựa đã bình an qua được cây cầu. Đúng 10 giờ 50 phút, Khan đến trước cửa nhà người bạn già William của mình. Người bạn già bấy lâu đợi
lại suốt vào cửa. Trông thấy Can thì cười lớn nói: ông bạn thân mến của tôi vẫn đứng giờ như xưa. Can và người bạn già có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng ông không hề đề cập đến việc để qua cầu và đến đúng giờ hẹn. Ông đã phải mua đất một căn nhà. Sau này Quila mới biết được việc này từ người nông phu kia. Ông ấy viết một bức thư gửi cho Can nói rằng việc hẹn gặp giữa người, gặp giữa những người bạn thân với nhau không cần phải nhọc tâm tốn sức như vậy, dù muộn một chút cũng có thể thông cảm được. Huống hồ là gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng Can thì vẫn cho rằng đến đúng hẹn là điều bắt buộc, bất luận đối với bạn bè hay người lạ. Đúng giờ là một đức tính vô cùng tốt đẹp. Những người biết trân trọng thời gian thì không chỉ chú ý để không lãng phí thời gian của mình, mà cũng chú ý để không lãng phí thời gian của người khác. Quản lý tốt thời gian của bản thân sẽ giúp cho chúng ta có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi cho dù phải làm bất cứ điều gì đi nữa. Một người biết tôn trọng giờ giấc tất sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác. Khi trở thành một người biết tôn trọng giờ giấc, chúng ta không chỉ nhận được sự tôn trọng của người khác mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong họ. Chúng ta cũng phải ghi nhớ rằng trong các hoạt động như gặp mặt, hội đàm, họp mặt đều phải đến đúng giờ, tham gia tiệc chiêu đãi, yến tiệc cũng phải đến đúng hẹn hoặc có thể đến chậm tối đa là 2-3 phút. Đối với những buổi tiệc long trọng hoặc mang tính chính thức thì tuyệt đối không được đến muộn. Khi tham gia hội nghị hoặc tham dự buổi văn nghệ thì nên đến trước giờ tổ chức, nhất định phải dự trù một khoảng thời gian tương đối cho bản thân, bởi có quá nhiều điều ngoài ý muốn có thể xuất hiện. Ví dụ như xe đến muộn, đợi thang máy lâu, dù thế nào cũng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ thời gian. Chẳng phải mọi người thường có câu cửa miệng, thời gian chính là tiền bạc, thời gian chính là tính mệnh. Nếu đã biết thời gian chân quý như thế, thì việc đúng giờ lại càng quan trọng hơn. Nếu bạn thực sự không thể đến đúng giờ, hãy mua một chiếc đồng hồ đeo tay để bất cứ lúc nào cũng có thể nhắc nhở thời gian cho bản thân. Thành thật giữ chữ tín không chỉ là một phẩm chất tốt đẹp, nó còn là một nguyên tắc làm người căn bản. Bạn có thể dừng chân nhưng thời gian sẽ không chờ đợi. Có nhiều người nói với tôi rằng thời gian sẽ không đợi ai. Có những việc nếu không làm bây giờ thì sẽ chẳng có cơ hội làm nữa. Nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc Lỗ Tấn từng nói rằng lãng phí thời gian của bản thân đồng nghĩa với việc tự sát một cách chậm rãi. Lãng phí thời gian của người khác đồng nghĩa với việc giết người cướp của. Tôi có một đồng nghiệp tính cách rất khép kín, chưa cần nói đến việc chủ động liên lạc với khách hàng. Ngay cả trong giao tiếp giữa các đồng nghiệp với nhau, giọng của anh ấy lúc nào cũng lý nhà lý nhí. Một lần nọ để rèn cho anh ấy hoạt bát hơn, cấp trên quyết định bắt anh ấy gọi điện mời khách hàng tham gia buổi tiệc cuối năm của công ty. Nhận nhiệm vụ, anh ấy bắt đầu vò đầu bứt tai, do dự băn khoăn mãi dù liệt ra không dưới 10 khả năng. Ví dụ như khách hàng đang bận, khách hàng thành thật từ chối, khách hàng không kịp nhận điện thoại, khách hàng đang bực dọc vì chuyện gì đó rồi chút giận lên mình. Cứ như vậy, anh ấy nghĩ tất cả buổi sáng. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, anh hít một hơi sâu và cầm điện thoại, bấm dãy số đầu tiên trong danh sách. Đầu dây bên kia vang lên: xin chào quý khách, số điện thoại của khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Anh ta mừng lắm, may quá. Giá mà tất cả khách hàng đều không liên lạc được thì tốt biết mấy. Các cuộc gọi tiếp theo, có người từ chối, có người đang bận, có người tắt máy, có người không thể gọi được. Sang đến ngày thứ hai, cấp trên hỏi rằng mọi việc tiến triển đến đâu. Anh ấy bèn kể lại đầu đuôi, cấp trên gần giọng nói: vậy cậu tiếp tục gọi cho tôi đến khi nào gọi được thì thôi. Vâng, anh ấy kêu ngừng đáp. Anh ấy ra khỏi phòng, cấp trên lắc đầu chán nản rồi bảo thư ký thu viết thông báo: nếu đã tất cả hy vọng vào anh ta thì sẽ có rất ít khách hàng đến dự tiệc cuối năm. Mãi đến khi rời khỏi công ty, anh chàng đồng nghiệp khốn khổ kia vẫn chẳng có chút thay đổi gì. Trạng thái tạm dừng chân của anh ấy thực chất chỉ để che đậy sự căng thẳng của bản thân, tránh né cảm giác khó xử khi phải giao tiếp với người khác. Thế nhưng bây giờ bạn đang giữ thời gian thì sau này ắt phải dùng thời gian để bù đắp. Thời gian đúng trọng chờ đợi một ai, đợi đến khi bạn nhấc máy lên và gọi cho khách hàng, chưa chắc khách hàng đã có thời gian. Kéo dài thời gian không chỉ làm lỡ sạch công việc mà còn khiến chúng ta mất đi cơ hội, ước mơ cũng vậy. Nếu bây giờ không thực hiện thì sau này có cơ hội để thực hiện sẽ càng xa vời hơn. Mỗi người một ngày đều chỉ có 24 giờ, tại sao có những người ngày qua ngày có thể xây đắp con đường thành công? Trong
dụng thời gian như thế nào, đó là điều làm nên sự khác biệt căn bản giữa bạn và người khác. Truyền thuyết Bất Thục là tên của một nhà hàng nổi tiếng ở Trung Quốc. Hiện tại họ đã mở khoảng 7-8 chi nhánh trên toàn quốc. Mục tiêu tương lai của ông chủ Nhật Tuyền là mở được 20 chi nhánh. Khi vừa tốt nghiệp đại học, có lần đến nhà bạn, anh ta được ăn món cá cay và vô cùng thích thú. Thế là từ đó anh bắt đầu ấp ủ kế hoạch mở một nhà hàng của riêng mình. Mới đầu quán của anh ấy chỉ có vài chiếc bàn, vài cái ghế, sau đó dần dần mở rộng quy mô. Khi kể về kinh nghiệm lập nghiệp của bản thân, Nhật Tuyền nói một cách kiên định rằng thực ra chỉ có một chút kinh nghiệm mà thôi, đó là ý tưởng thì lập tức làm ngay, không chỉ hoãn, không nghĩ ngợi quá nhiều. Quả vậy, nếu chúng ta lúc nào cũng viện một cái cớ như chẳng có thời gian để làm, sau này làm cũng được, thì sau này chắc chắn không làm được. Khi làm một việc gì đó thì phải giống như lời của Nhật Tuyền, hễ có ý tưởng phải bắt tay hành động ngay. Ngoài sự trì hoãn, còn có rất nhiều yếu tố khiến chúng ta tạm ngừng bước chân, lãng phí thời gian. Hãy thử xem những biểu hiện dưới đây, xem bạn đã từng như vậy hay chưa. Hễ có cơ hội lại than thở với người khác, cứ phải đi làm rồi, tan làm vào quãng thời gian cao điểm. Nếu sắp xếp thời gian khác, có lẽ đã không tắc đường đến vậy. Soi mói cuộc sống, soi mói đồng nghiệp, soi mói lãnh đạo, soi mói cả các ngôi sao trong showbiz. Hễ người khác cầu cạnh sự giúp đỡ lại lập tức bỏ dở công việc đang làm, xem TV, cày phim ảnh, lúc nào cũng lúng túng do dự, làm gì cũng muốn hỏi ý kiến người khác, lãng phí phần lớn thời gian để chơi điện tử, có thói quen ba hoa khóc lóc trước mặt người khác mà chẳng bao giờ thực hiện điều gì, tham gia những buổi tụ tập vô nghĩa, nhục trắng điện thoại, thích đến những buổi luận đàm, chuyển tay nhau những màu giấy luôn dư lê. Đôi khi có lãng phí thời gian hay không, điều cốt lõi không nằm ở việc bạn đang làm gì, mà nằm ở việc bạn không nên làm gì. Mỗi người từ thời khắc được sinh ra đã bắt đầu phải chạy đua với thời gian. Ai cũng nói rằng thời gian trôi đi quá nhanh, không thể nào bắt kịp. Thực ra bởi bạn chạy quá chậm mà thôi. Hãy nhìn những người bạn thân và bạn học đã cùng bạn lớn lên từ nhỏ, mới biết được những năm qua bạn đã nỗ lực hay chưa. Chuyện thỏ và rùa cho chúng ta hiểu được rằng thông minh hay ngu dốt không phải là điều kiện tiên quyết để dẫn đến thành công. Chỉ có sự kiên trì cùng với sự nắm bắt thời gian mới có thể giúp chúng ta chiến thắng ván cờ cuộc đời.